phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và giải pháp nào là tối ưu nhất để bảo vệ an toàn cho người lao động đó là nội dung và yêu cầu đặt ra tại hội thảo hội đồng an toàn do công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn BSA vừa tổ chức tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo lãnh đạo BSA, sau 14 năm vận hành, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã có những thiết bị sắp quá tuổi thọ theo thiết kế, đây sẽ là những thách thức đặt ra việc quản lý an toàn công nghệ. Do vậy vẫn phải tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm cải tiến hệ thống quản lý an toàn lao động, an toàn công nghệ của nhà máy sẵn sàng thích ứng với những thách thức có thể xảy ra trong năm năm tới. Trong năm 2022, để đảm bảo an toàn cho người lao động và nhà máy, BSA đã phối hợp với các đơn vị chức năng như công an tỉnh và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các công trình trên đất liền và trên biển, tổ chức 40 khóa học an toàn cho nhân sự BSA và nhân sự nhà thầu. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn là một một thách thức và bài toán đặt ra đối với các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp đặc thù như BSA. Do đó, để đảm bảo an toàn cho nhà máy và người lao động, yêu cầu tất cả các cấp quản lý của nhà máy cần nắm bắt tình hình nhanh chóng, hiệu quả, quyết liệt với phương châm nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, quyết tâm xây dựng văn hóa an toàn bền vững tại nhà máy lọc dầu dung quất.